Hello Nen nha. Này là 2 giờ chiều ngày thứ bảy, ngày 21 tháng 10 nha. Em vừa nhận gà về, cái là em quay lên cho anh em xem luôn. Gà của anh Tú ở Lộc Ninh nha, Lộc Ninh Bình Phước. Đó, 20 mấy con gà một tháng luôn nha anh em. Giáp bơi trà ha. Gắn vọc không nha anh em. Lớn ký. 3 kg mấy một con đó, gà trưởng thành đó nha, gà trống. Gà mái thì tầm từ 2 kg tới 2,2 kg ha. Phong lớn ký lắm nha anh em. 20 mấy con luôn á, chống mái đầy đủ hết ha. Em khui thùng về mà em thấy gà mê quá rồi. Em tính là ngủ dậy để em mới quay cho anh em á, nhưng mà mê quá rồi, đẹp quá anh em ơi. Nên em quay lên cho anh em, cho anh em nào mà có dặn ngày 2 ngày rồi á, mà đợi lâu thì lên coi bắt luôn nha. Đó, dáng bắp không nha anh em, tốt gà lắm ha. Giá vẫn như cũ nha anh em ha, 300 một con. Nói về anh em nào đội gia công á, muốn hợp tác với gia công với em á, tốt nhất á, đầu tiên mình tay nghề mình chưa có cứng á, mình nên bắt những cái dòng giáp này mình độ là dễ nuôi nhất nha nè. Nó nuôi dễ y như con gà Việt mình, không khác một chút xíu nào luôn ha. Đó, hai dạng đã chưa, cho anh em thấy đẹp không, nhìn bắp rất là tốt gà luôn ha. Anh em nào muốn cần gia công á, bắt cái dòng này gia công trước đi. Khi nào mình có kinh nghiệm rồi mình mới đã gia công cái dòng như Peru hay là Mỹ ha, thì nó an toàn hơn cho anh em ha. Đó, mấy con này là anh Tú này anh đổ cho em là ổng giao gà 4 tháng có, 5 tháng có, đợt này ổng giao 1 tháng có luôn. Tại nó dễ nuôi lắm anh em ơi, cực kỳ dễ nuôi luôn. Mà mấy con này anh em nuôi cứng anh em có thể thả vườn được luôn nha anh em. Đó, nó đã phù hợp với lại cái khí hậu ở đây rồi ha, ngon lành, dễ nuôi lắm. Rồi, ai có mến thì alo em ha, số điện thoại của em là 0379486114 nha anh em. Chào anh em, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ ha.